Hán Sở Diễn Nghĩa. Hồi thứ 53. Lo Sở phạt Trần Bình theo Hán. Hạng Trang Quý Bố về gặp Bá Vương, nói rõ chuyện Tư Mã Ngang bị bắt, Hà Nội bị mất. Mình đi đến giữa đường hay được tin này, bèn lập tức đem quân quay về, vì sợ làm náo động dân chúng mà chẳng được ích gì. Bá Vương dặn bảo: "Trẫm sai các ngươi cứu viện Hà Nội, qua lại đã hơn một tháng, lại chẳng gặp địch, trở về xuông, đến nỗi Hà Nội thất thủ, trẫm phải mất đi một nơi phiên trấn, ấy đều là tội của các ngươi." Trần Bình đứng bên nói: "Hai tướng dẫu có đi cũng chẳng thể giữ được Hà Nội, và Hàn Tín dụng binh tựa hồ Tôn Ngô, hai tướng há có thể đối địch được ư? Bệ hạ chớ nên trách tội hai tướng quá. Thần xin cùng Phạm Á Phụ và hai tướng đem một đội quân đi, lấy lại Hà Nội, ngăn không cho Hàn Tín tiến thêm sang phía đông nữa. Sau khi bệ hạ phạt Tề, sẽ cử binh tiến sang phía tây, thì liệu rằng Hán Vương thất bại mà có thể bắt được Hàn Tín vậy? Nếu không thế, thì đất Quan Trung thảy đều thành của Hán cả, chứ chẳng riêng một Hà Nội mà thôi." Bá Vương càng thêm tức, nói: "Khi trước, Ân Vương cầu cứu, ngươi cũng ở bên tả hữu mà chẳng nói một câu gì về chuyện này. Nay Hà Nội đã mất, lại muốn nhọc quân đi viễn chinh, cho là để lấy lại Hà Nội, thì chẳng cũng khinh dối chấm lắm dù." Rồi bèn quát Hạng Trang Quý Bố lui ra. Ngay hôm ấy, Bá Vương lập tức bãi chức quan của Trần Bình, không cho hầu bên cạnh nữa. Bình lui về nhà riêng, buồn bực không vui, nhân bí mật sai ra đồng, lập tức thu thập hành lý, ngầm cho đưa gia quyến về Dương Vũ, còn bản thân thì theo đường tắt, một mình xách kiếm đi đến Lạc Dương. Một hôm, mặt trời sắp ngả về Tây, thì Trần Bình đến bên sông Hoàng Hà, nhìn bốn bên không có một ai, chỉ thấy có một chiếc thuyền con gác bên bờ cát. Bình gọi bảo: "Khách đi đường từ xa tới đây, muốn được qua sông tìm chỗ nghỉ." Từ trong thuyền nhỏ có hai người đi ra, mặt mũi dữ tợn, tuổi đều khoảng chừng 24-25. Bình nghĩ: hai kẻ này tất là thủy tặc ở trên sông Hoàng Hà, nếu lại lui tránh thì sẽ bị chúng mưu hại, chỉ bằng cứ lên thuyền vượt sông, tự sẽ có kế sách. Hai kẻ ấy nhìn ngó Trần Bình suốt một lượt, có vẻ mừng rỡ, rồi vội đỡ Bình lên thuyền. Gần tới giữa sông, hai tên định lấy dao trong khoang thuyền giết Bình. Bình nghĩ: bọn chúng sở dĩ muốn giết mình là vì muốn tiền bạc của mình mà thôi. Nếu mình cứ cố tình giấu giếm trong người, tất bị chúng làm hại. Bèn bảo bọn cướp rằng: "Tôi tuy là khách qua đường, nhưng cũng thạo nghề sông nước, xin cởi áo cùng chèo thuyền với hai ông để đi cho nhanh." Rồi bèn cởi hết y phục cùng những vật cất trong mình ra. Trần Bình đứng ở đầu thuyền, tỏ ý không còn cất giữ gì nữa. Hai tên cướp ngầm cười nói với nhau rằng: "Hai chúng ta cứ ngỡ trong mình nó tất có của nả cất giấu, tính cướp lấy làm lợi. Nay nó cởi trần ra thế kia, thì thấy làm gì có cái gì đâu." Bèn không có ý giết Bình nữa, chỉ nương theo chiều gió, chớp mắt đã cho thuyền sang đến bờ bên kia. Bình lên bờ vẫn được toàn mạng, vội vàng tìm vào một quán trọ, thì trời đã tối. Người trong quán thấy Trần Bình cởi trần đi vào, kinh ngạc bảo: "Ông tất là gặp bọn cướp trên sông." Bình buồn bã bảo: "Tôi là khách thương ở Hà Nam, đến đất Sở buôn bán, mang hàng về nhà, chập tối đi qua sông thì gặp bọn cướp. Hai tên gia đồng đều bị giết cả, chỉ vì tôi hết sức kêu xin, nên chúng chỉ cướp hết y phục, hành lý đi mà tha cho mạng sống, nên mới đến được quán đây. Mong ông nghĩ đến tình đồng hương, cho tôi nghỉ nhờ một tối, và cho mượn một manh áo cũ che thân, để tôi được toàn mạng về nhà, thì nhất định xin hậu tạ ơn đức." Người trong quán nghe lời nói Trần Bình chẳng phải tục nhân, lại thấy dung mạo rất đẹp đẽ, nhất thời ai nấy cùng đem mấy bộ quần áo cho Bình mặc, lại mời cùng ngồi uống rượu và ở lại một đêm. Hôm sau, Trần Bình bái tạ chủ quán, rồi cùng mọi người đi đường lớn Lạc Dương, nhắm hướng Hàm Dương mà đi. Trước tiên, Bình vào thăm người bạn cũ là Ngụy Vô Tri, nói hết sự tình. Hạng Vương thất chính, chỉ cậy cường bạo, chẳng nghe lời chung, chặn lối người hiền. Tôi vốn biết Hán Vương là người khoan nhân độ lượng, dùng mưu quyết đoán, nhậm dụng hiền năng, ai nấy cùng được thể hiện hết tài mình, thực là bậc chân chúa vậy. Vì thế tôi nguyện bỏ sở mà xa xôi ngàn dặm tìm tới đây, dốc lòng phụng sự, dám nhờ cố nhân bỏ chút công sức, nói giúp mấy lời. Nếu tôi được dùng, tất không dám quên ơn vun vén vậy. Ngụy Vô Trì nói, Hán Vương khiêm tốn cầu hiền khắp trong thiên hạ, cho nên kẻ sĩ bốn phương đều vui lòng thực tâm quy phục mà muốn được cùng đứng trong triều. Nếu tiên sinh đã ôm tài kinh tế, ẵm thuật kỳ mưu ở nơi màn trướng, tất có thể bày kế. Hán Vương thấy được, ắt chẳng đợi tiến cử, cũng lưu lại trọng dụng vậy. Trần Bình bái tạ. Một hôm, Ngụy Vô Trì nhân lúc Hán Vương vô sự, tâu rằng, Trần Bình nước Sở rất hâm mộ thịnh đức của đại vương, nay bỏ Sở sách kiếm đến theo Hán. Người ấy vốn là bạn cũ với thần, thần rất biết tài năng ông ấy. Nếu đại vương lưu dụng, tất có ích lợi ít nhiều. Hán Vương nói, đó phải chăng là Trần Bình mà ta đã từng gặp ở tiệc Hồng Môn đấy ư? Vô Trì nói, chính là ông ấy. Hán Vương nói, quả nhân luôn nghĩ đến người này lâu nay, thường muốn gặp gỡ mà không thể được, nay đến đầu hàng, thật hợp ý ta vậy. Nói rồi lập tức vời bình vào gặp mặt, nói, năm xưa, nhờ ông ra sức giúp cho, ta mới may mắn ra được khỏi Hồng Môn, chẳng bao giờ quên trong dạ. Nay may mắn mà làm tôi cùng triều, thì thỏa lòng ta lắm lắm. Hai bên cùng trò chuyện trọn ngày, Hán Vương mừng lắm, bèn hỏi, ở Sở ông làm chức quan gì? Bình nói, ở Sở thần làm đô úy. Ngay hôm ấy, Hán Vương lập tức phong cho Bình làm đô úy, sai tham gia việc quân, hàng ngày theo hầu bên cạnh mình. Các tướng cùng ồn ào bàn luận rằng, nhất thời mà một tên vong mệnh cởi trần tới đây, chưa biết tài cán thế nào, lập tức phong làm đô úy, lại cho sớm tối ở bên đại vương, e rằng có điều bất chắc chăng. Hán Vương nghe thấy thế, lại càng đối đãi với Bình hậu hơn nữa. Một hôm, bọn Chu Bột tâu với Hán Vương rằng, Trần Bình tuy có vẻ ngoài đẹp như ngọc đính trên mũ, nhưng bên trong vị tất đã có tài cán gì. Khi ở nhà từng gian dâm với chị dâu, nay cho làm hộ quân thì nhiều lần nhận vàng bạc của chư tướng. Cứ như chúng tôi xem con người của Bình thì chỉ là kẻ bề tôi phản phúc loạn pháp, xin đại vương xét cho kỹ, chớ để tên gian tà mê hoặc. Hán Vương nghe nói lập tức gọi Ngụy Vô Trì đến, trách bảo, ngươi tiến cử Trần Bình rằng có thể dùng được, nay xem ra hắn cướp chị dâu, ăn của đút, hạnh kiểm tham lam xấu xa, ngươi tiến cử không đúng người, cũng phải tội đấy. Vô Trì nói, thần nói là nói tài năng, còn đại vương nghe là nghe hạnh kiểm. Nay một người có phẩm hạnh như vĩ sinh, hiếu dĩ mà chẳng ích gì cho việc thắng bại, thì đại vương có dùng hay chăng? Chú thích: vĩ sinh, chuyện rằng vĩ sinh có hẹn với một người con gái dưới cầu, nhưng đợi 3 ngày mà vẫn không thấy cô gái tới. Vừa vặn có nước dâng cao, nhưng vĩ sinh vẫn không rời đi, ôm cột cầu mà chịu chết. Đời sau lấy chuyện ấy ca ngợi những người giữ chữ tín. Hiếu dĩ là con trai của Ân Cao Tông, nổi tiếng là người có hiếu với cha mẹ. Đọc tiếp. Hán Vương lại gọi Bình tới trách rằng, tiên sinh thờ Ngụy chẳng chọn, sau thờ Sở lại cũng bỏ đi, nay theo đi cùng ta, nếu là một người trung trực thì có như vậy không? Bình nói, thần cũng giống như một vật có thể dùng vào việc, nhưng còn tùy vào người có dùng hay không dùng vậy. Ngụy Vương không dùng thần, cho nên thần phải bỏ mà về theo Sở. Sở lại không dùng được thần, cho nên thần mới đi mà về theo đại vương, cũng là tùy ở người yêu mến mà sử dụng vậy. Vốn nghe đại vương rất giỏi dùng người, cho nên thần không quản ngại ngàn dặm xa xôi tới gặp, quả nhiên được đại vương nhậm dụng. Trước đây, khi thần mới chạy về theo Hán, vượt sông gặp cướp, phải cởi trần mà tới. Nếu chẳng nhận tiền bạc của người, thì thực không có cái chi dùng cho công việc. Nếu thực kế sách của thần có điểm khả dụng, đem dùng lập được công trạng, thì điều đại vương phải nén chịu là nhỏ, mà cái đại vương thu hoạch được là lớn. Nếu đại vương nghe lời người mà không dùng kế của thần, thì tiền vàng thần nhận được đều còn cả trong túi đây, thần không dám giấu, xin được niêm phong nộp quan và cho thần mang nắm xương tàn trở về quê cũ. thời ân đức của đại vương lớn lắm vậy. Hán vương nghe Bình nói, bèn tạ lỗi với Bình, rồi càng hậu tặng thêm cho, lại thăng lên làm hộ quân trung úy, sai đôn đốc các tướng. Các tướng bèn không dám có lời ra tiếng vào nữa. Hán vương càng thêm hậu đãi Trần Bình. Lại nói, Hàn Tín sai người phi báo tin tức tới Hán vương, rằng đã lấy được Hà Nội. Hán vương mừng lắm, lại thấy các lộ chư hầu cùng nạp khoản, quy hàng, kẻ kỳ mưu dũng sĩ từ các nước cùng đều tới quy thuận. Bỗng lại thấy Tả Hữu tới báo, Hạ Hầu Anh dẫn Thường Sơn vương Trương Nhĩ tới đầu hàng. Hán vương nói, Trương Nhĩ từ nhỏ đã là bạn chí thân với Trần Dư, sau được lập làm vương thì hai người lại trái ý với nhau. Bữa trước nghe nói Trần Dư đã giết hại gia quyến Trương Nhĩ, truy đuổi Nhĩ chỉ còn có 5 tên quân kỵ. Này Nhĩ đến đầu hàng, cũng như con chim lạc bầy bay vào rừng mà kẻ đi săn đang nhắm bắn vậy. Rồi lập tức vời tới gặp mặt. Hạ Hầu Anh dẫn Trương Nhĩ vào gặp Hán vương. Hán vương nói, từ lâu đã mến mộ thịnh danh của hiền vương, nay đến gặp nhau, thực thỏa lòng khát vọng. Trương Nhĩ khóc nói, thần Nhĩ với Trần Dư từ nhỏ đã chơi với nhau rất thân thiết, nay vì chút tư thù mà giết hại hết gia quyến của thần, mối hận này trọn đời chẳng thể cùng đội trời chung được. Kính nghe bệ hạ điềm lành ứng với năm vì sao, được trời người cùng hưởng ứng, làm trái lại với con đường của Sở mà thay bằng lẽ khoan nhân, thực là chúa tể thiên hạ, cha mẹ muôn dân vậy. Thần xin vươn cổ quy hàng, nếu được thu dụng, để ngày sau được ra ơn tức đất, báo thù cho nhà, rửa mối hận trọn đời này, thì thần dẫu gan óc lầy đất cũng không hối hận vậy. Hán vương cả mừng, bèn trọng dụng Trương Nhĩ, vẫn gọi là Thường Sơn vương. Hán vương lại thấy Trương Nhĩ quy hàng, quân sĩ đông đảo, bèn cùng bàn bạc với quần thần rằng, quả nhân từ khi ra khỏi Bao Trung tới nay, các lộ chư hầu quy thuận, binh mã tụ tập có đến hơn 40 vạn. Ý quả nhân muốn cử binh tiến sang phía đông, đóng ở Lạc Dương, hợp quân với Hàn Tín để cùng đánh Sở. Các khanh thấy thế nào? Quần thần nói, đại vương binh uy ngày một lớn, đến đâu cũng vô địch. Chính nên khích lệ ba quân đánh kẻ vô đạo mà chúng thần cũng được về miền đông thăm cố thổ vậy. Trương Lương nói, binh uy của đại vương tuy đã lớn mạnh, nhưng thời cơ chưa lợi, e rằng đồng trình sẽ khó mà thắng. Theo ngu kiến của thần, nay hãy nên dưỡng uy tích lực, đợi đến sang năm thì chính tới lúc vậy. Hán vương nói, lòng muốn về đông của quả nhân chẳng ngày nào không khắc khoải trong tâm, ở mãi nơi đây chẳng phải là chí của ta vậy. Rồi bèn không theo lời Trương Lương, cứ dặn dò các tướng tá văn võ lớn nhỏ, chọn ngày khởi binh, rồi mời Thái Công, Lã Hậu cùng đi. Quần thần nghe Hán vương đông trinh, ai nấy cùng vui mừng trong dạ. Mấy hôm thì ba quân đã chỉnh đốn sẵn sàng, đến tâu với Hán vương rằng, các quân mã bộ đã điểm được hơn 40 vạn, cùng tướng tá lớn nhỏ hơn 200 viên, thỉnh đại vương xa giá khởi hành. Hán vương bèn sai người tới hẹn với Hàn Tín, cùng kéo cả tới Lạc Dương. Đại đội binh mã nhằm đường lớn Hà Nam thẳng tiến. Không biết việc phạt Sở lần này thắng bại ra sao, xin nghe hồi sau phân giải.